Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel EVK Channel nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mod OVP chẳng bị lít nha. Thì bước đầu mình sẽ cho bạn coi đối thủ mình đang gặp trước đã nha. Đối thủ này là đội tuyển quốc gia thì phải đó. Nếu như các bạn nào mà muốn mod OVP chẳng bị lít thì các bạn hãy làm theo mình nha. Cái này cũng làm đơn giản thôi. Bước đầu thì các bạn cần thốt cái game này ra nha. Sau đó các bạn kiếm mục đời game bên này, các bạn xóa nó đi nha. Xóa nó, xóa xong. Sau khi xóa cái đời game Liverpool Soccer của đó xong thì các bạn vô Google. Các bạn đợi một chút nha. Các bạn nhấn tìm kiếm. Cái link này thì mình đã sao chép cho chút nữa, mình sẽ để link này ở dưới phần mô tả video này nha. Ok, tìm kiếm nào. Thì nó sẽ hiện ra cái mục này là DLS 19 mod UCP nghĩa là chẳng bị lít thì phải đấy. Ok, các bạn nhấn tải xuống nha. Cái này thì nó cũng tải khá lâu đấy. Thôi, coi nó đã tải xuống chưa nha. Xuống rồi, nó đang chạy. Các bạn đợi nó chạy xong nha. Thôi, các bạn ra giùm mình nha, các bạn đợi nó tải xong trước khi sau đó thì các bạn vô cửa hàng file. Các bạn gõ một tìm kiếm giùm mình nha, các bạn ghi là AZ. Nhấn tìm kiếm đi. Này, các bạn tải cái ứng dụng này về này. AZ9P. Đúng rồi. Rồi, nhấn cài đặt. Ok, đang tải. Rồi các bạn qua lại cái mục này, đợi cái này tải xong nha. Ok, cái ứng dụng đó. Rồi ok các bạn ơi, cái này thì nó đã tải xuống rồi. Thôi các bạn ra, cái này các bạn vô ứng dụng hồi nãy mình vừa mới tải về nha. Đó là AZ9P. Các bạn nhắn vô, ok, ok. Không hiển thị, quỷ. Ok, sau đó các bạn kiếm mục download. Đây mình thả vô này. Nhắn vô download thì nó sẽ hiện ra là DLC 2019 mod UACL. Các bạn nhắn vào cái này. Sau đó các bạn nhắn mục mở. Ok, các bạn nhắn mục cài đặt. Cái này cũng khá dễ thôi. Các bạn có thể sử dụng tab của các bạn cũng được. Nhưng tại mấy cái điện thoại không giống nhau nên mình sẽ làm bằng ứng dụng này cho nó dễ một chút nha. Ok, đã cài xong. Cài xong thì các bạn cứ bịt mở đi. Rồi, các bạn đợi nha, cái này thì nó hơi chậm một tí, cho phép. Ok, nó đang tải lại cái phần. Và các bạn ơi, cái này đã xong rồi, các bạn chỉ cần nhấn ok là xong rồi. Một, rồi, chúng ta chuẩn bị vô chọn cầu thủ nào. Đây là màn, đây là màn chọn cầu thủ này. Ok, màn chọn cầu thủ. Thôi, làm nhanh đi nha, chọn nhanh đi nha. Mình sẽ chọn một cầu thủ. Mình sẽ chọn thằng da đen này nha, Saka. Rồi, ok. Nói kêu mình vô đá cái này thử. Đó, bên ngoài thì các bạn đã thấy đó. Chặn blitz, giống như mod chặn blitz thế luôn. Bên trong nó cũng vậy luôn nha. Đó, nút điều khiển cũng hình chặn blitz. Logo bóng đá chặn blitz. Thì trang blitz thì câu lạc bộ với Amazit vô địch nhiều nhất mà. Trời, các bạn đợi một chút nha, mình phải làm hết cái này đã. Mình sẽ xem đá thử kêu nó, xem nó đá có khó hay không, hay nó cũng đá giống như bình thường thôi. B, nút B, nút A, B, C thì nó cũng đã thay đổi rồi bạn ơi. Nó không có hiện chữ A, chữ B, chữ C nữa. Mình sẽ thử đá và ghi thử một bàn. Z.
Bạn ơi, mình mới đầu thì mình đã ghi được một siêu phẩm rồi. Chúng gốc A, các bạn coi lại siêu phẩm của mình nha. Ok, mình nghĩ cái này cũng đã khá dễ thôi. Đó, xích chơi thủ môn bên đó chụp cũng không được hay cho lắm. Rồi mình sẽ thốt ra nha, mình sẽ coi ra ngoài. What? Ở đây đẹp gớm vậy, ở đây đẹp quá bạn ơi. Cái này nút coi lại bằng thẳng này. Xỏ đi này. Đẹp quá. Thôi mình sẽ ra ngoài. Ok. Wow, đội hình của mình ấy bạn ơi, đẹp gớm à. Chẳng vừa clip. Cái này cũng tích hợp với mua cầu thủ không giới hạn nha. Mình thử mua Lionel Messi này. Được này. Ok, cái này nó cũng mua cầu thủ không giới hạn luôn. Các bạn có thể hack mod này vừa. Vừa các bạn có thể mua cầu thủ nào mà các bạn thích. Ok, mình sẽ mua thêm Ronaldo nữa. Ok, Neymar nữa nha. Ok, tiền thì nó được 16 triệu. Rồi nó kêu mình. Ok, và mình muốn nhắc nhở này, các bạn mới cái này xong thì các bạn có thể hack đội hình nào cũng được. Ví dụ các bạn có thể hack đội hình Anh hay đội hình Nhật Bản hay đội hình MVK Channel của mình. Mình sẽ thử lấy lại cái đội hình của mình nha, MVK Channel. Rồi mình sẽ lấy lại MVK Channel Facebook của mình. Mình sẽ vô lấy lại đội hình của mình nha. Mình có sao chép cái này. Rồi, dán, ok, thay thế, rồi. Và mình muốn nhắc nhở các bạn này, đây là cái trang Facebook của mình. Bạn nào thích mình thì các bạn có thể vô theo dõi Facebook của mình cũng được. Facebook của mình được 297 người thích rồi. Ok, mình sẽ không dùng do nữa, mình sẽ vô lại cái này. Thì các bạn sẽ xem cái này có một sự khác biệt nhẹ này. Ok, mình nói thật, đây là có một sự khác biệt rất nhẹ và nhẹ nhẹ đó. Đó, logo thì các bạn đã thấy rồi đó. Logo đã thay đổi. Và đá online đã được. Đó, Văn Khánh, mình sẽ cho bạn coi cầu thủ. Đó, cầu thủ của mình này: Văn Khánh, Mesut, Gareth Bale, Yamsi, Bukwet, Buthorn. Logo của mình này, mình sẽ coi lại logo của mình. Vẫn là logo của mình, MVK Channel. Rồi, thì bên ngoài này thì nó sẽ không có hiện, mình nhắn vô nó mới hiện. Đó, vờ đội chỉ quốc gia. Mình sẽ vô đá thử, mình sẽ so sánh thử cái này đá. Rồi ok, mình sẽ thốt ra nha. Ok, mình chỉ nhắc sơ vậy thôi nha. Nếu như các bạn thích mod trang bình lý thì các bạn có thể mod và các bạn có thể đá và các bạn có thể hack nhiều đội hình như Anh Pacin hay đội tuyển quốc gia Nam Mỹ Anh Pacin hay là câu lạc bộ Arsenal, Tottenham, MU hay Barca gì ăn thì cũng được nha. Không phải các bạn mod cái này thì các bạn có thể không hack được thì các bạn có thể hack được nha. Các bạn mod cái này xong các bạn có thể hack cái nào cũng được, hack đội tuyển nào cũng được, hack câu lạc bộ nào cũng được. Và cái này nó có một cái tính năng là mua cầu thủ không giới hạn này. Cái này là mua cầu thủ không giới hạn luôn nha, mình chỉ nhắc nhẹ vậy thôi nha. Ok, mình sẽ kết thúc video mình tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu như thấy video này hữu ích thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe nhé. Ok, cảm ơn các bạn nha. Và kênh của mình đã đạt được 6.000 người đăng ký vô. Cảm ơn các bạn đã đăng ký mình và ủng hộ mình bao thời gian qua nha. Mình ước một thời gian sau mình kênh của mình sẽ đạt 10.000 người đăng ký nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại bạn video tiếp theo của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Whoa, come on guys, subscribe right now.